Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ 6, ngày 6 tháng 9 năm 2019, chúng ta tiếp tục theo dõi bản tin Bám phao đỏ Việt Nam tập trận Mỹ, đưa tàu nát Hà Nội mơ đánh chung. Vâng, quả thật trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến trận cuộc tập trận kéo dài khoảng 5 ngày giữa ASEAN và Mỹ đang diễn ra trong thời gian vừa qua, và ngày hôm nay là ngày cuộc tập trận này đã kết thúc và hình ảnh đó đã được đưa lên rất nhiều trang truyền thông của quốc tế và một số trang Việt Nam cũng đã đăng tải hình ảnh này. Vậy mời các bạn cùng xem và ghi rất rõ tập trận Mỹ-ASEAN, Mỹ sẽ không đứng yên nếu Trung Quốc tiếp tục ép Việt Nam. Đây là tiêu đề của một bài báo đã được đăng trên đài BBC tại London. Và cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Hoa Kỳ và 10 thành viên ASEAN từ ngày 2 đến 6 tháng 9 năm 2019 ở ngoài khơi Vịnh Thái Lan và mở rộng cho tới khu vực Cà Mau và cực nam của Việt Nam. Đây là hình ảnh các bạn cũng có thể tham khảo những cái đầu tàu của Hải quân Hoa Kỳ và Thái Lan trong cuộc tập trận Mỹ và ASEAN kéo dài 2 ngày trong thời gian vừa qua. Và đây là một tín hiệu rất mới và rất đặc biệt đối với Trung Quốc, và nó rất có ý nghĩa với cả với Việt Nam, vì đây là lần đầu tiên Việt Nam một trong những tham gia một trong 10 nước để tập trận cùng với Mỹ trong cái thời gian này, và là hết sức cần thiết. Và thêm một hình ảnh nữa, lần này Việt Nam lại đề nghị là cuộc tập trận phải kéo cái hải trình tới tận mũi Cà Mau của Việt Nam. Và điều đó chứng tỏ một điều rằng là Việt Nam luôn luôn mong muốn dùng sức ép của những cái nước ASEAN cũng như là một số cái tàu và tiềm lực hải quân của Mỹ để sẵn sàng ủng hộ Việt Nam khi Việt Nam bị những cái nước khác thôn tính hoặc xâm phạm. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy cuộc tập trận đã kéo dài tới khu vực Vịnh Thái Lan và vùng biển phía nam mũi Cà Mau, và các bạn thấy hình ảnh rất rõ ràng. Đó là một vùng rất quan trọng, nơi có thành phố Phú Quốc và nhiều cái tàu thuyền qua lại, cũng như là địa điểm sát với biên giới của biển của Thái Lan. Và điều mà chúng ta cũng có thể xem thêm đó là Việt Nam đã cử chiến hạm loại gì ra tham gia cuộc tập trận này. Và một số hình ảnh các bạn cũng đã thấy chia sẻ ở trên truyền thông quốc tế cũng như trong nước nói rằng là Việt Nam cử cái chiến hạm này, và chúng tôi xin đi sát lại, đó là Việt Nam điều tàu hộ vệ 18 dự tập trận chung Mỹ ASEAN. Và cái điều đặc biệt là cái tàu hộ vệ 18 của Hải quân Việt Nam đã rời cảng Việt Nam vào trưa ngày 1 tháng 9 để bắt đầu chính thức tham gia cuộc tập trận chung lần đầu tiên giữa Mỹ và ASEAN, diễn ra từ ngày 2 đến 6 tháng 9 ở khu vực Vịnh Thái Lan và vùng biển phía nam mũi Cà Mau. Trong bài báo cũng ghi rất rõ, tàu hộ vệ 18 là tàu săn ngầm lớp Po Hăng vốn đã bị thải loại vì hết hạn sử dụng do Việt Nam xin được của Nam Hàn vào năm 2018. Thông thường thì những cái tàu này các nước thường đưa ra để làm những cái bia để các tàu khác bắn đạn thật, hoặc là những cái máy bay để tập ném bom hoặc tập bắn tên lửa. Nhưng Việt Nam đã xin được những chiếc tàu này của Hàn Quốc và đưa về sơn sửa lại rất nhanh từ cuối năm 2018 và bây giờ đưa đi tập trận. Và nếu mà chúng ta đưa sát lại gần những hình ảnh này, các bạn phóng to ra thì các bạn sẽ thấy chiếc tàu này rất cũ, và những cái khung sườn của nó đã bị nhô ra ngoài và những cái vỏ thép của nó đã bị móp méo rất nhiều vì cái quá trình sử dụng theo như Hải quân Nam Hàn đã đưa ra là họ đã sử dụng chiếc tàu này 30 năm. Và với thời gian mà 30 năm như vậy thì đương nhiên là những cái thiết bị cũng như là cái cấu hình của sắt thép và những cái bộ phận dầm đỡ khác thì nó đã trở nên hoen rỉ và không nên sử dụng nữa. Chính vì vậy mà Hàn Quốc đã thải loại chiếc tàu này, Việt Nam đã đến để xin mang về để làm thành chiến hạm của mình. Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ trong thời gian tới, phải cố gắng đầu tư tốt hơn cho Hải quân, bởi vì bờ biển Việt Nam rất lớn và Việt Nam hiện nay đang đương đầu với một cái đất nước rất hung hãn, đó là Trung Quốc ở phía Bắc. Và trong cuộc tập trận này thì các bạn cũng thể tham khảo thêm hình ảnh của những chiếc tàu của Việt Nam được bố trí đi ở phần đuôi. Thì nếu mà chúng ta để sát cái ảnh này, các bạn cũng sẽ thấy đây là bức ảnh của Hải quân Mỹ đã đưa. Thì tàu Việt Nam là chiếc tàu chạy cuối cùng, làm cái điểm chấm rất nhỏ, và dường như là không có cái tác dụng hoặc là không có cái giá trị gì trong cuộc tập trận này, cho nên họ xếp vào phần cuối. Và quả thật thì với những cái tàu của những cái nước khác như của Thái Lan, của Mỹ hoặc Singapore hoặc của Myanmar, Philippines, Brunei
thì tàu của Việt Nam là loại cũ nhất và gần như là có thể nói là yếu, và họ đã xếp cho tàu Việt Nam đi cuối cùng của cái đoàn duyệt binh. Bởi vì các bạn cũng đã biết, nếu mà trong trường hợp chúng ta thấy những cái đội ngũ diễu hành đi qua một khu vực nào đó, thì những cái người đi đầu, đi giữa là những cái đối tượng mà những cái khu vực mà rất quan trọng, thì người ta đưa những cái chiến hạm hoặc là đưa những cái phương tiện tốt nhất để đi về phía trước. Chứ còn những cái đi sau cùng là những cái đoàn mà gần như là rất yếu thế trong cái cuộc tập trận này. Và chúng ta đã thấy hình ảnh đó rất rõ ràng, là Việt Nam đã dùng một chiếc tàu bị thải loại của Hàn Quốc đem đi tập trận, thì đem đi dược thì rất là yếu kém về mặt hải quân đối với các nước ở xung quanh. Và điều này thể hiện chính sách, ngoài cái việc mà Việt Nam tham gia vào tập trận châu Á lần này, thì phía Mỹ đã đánh dấu và cái chỉ dấu rất rõ ràng về việc là họ đã thể hiện chính sách xoay trục với châu Á, chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, với những cái địa điểm mà Trung Quốc đã chiếm đóng từ trước đến nay của Việt Nam cũng như một số nước khác, và đã biến thành những căn cứ quân sự rất lớn. Và Trung Quốc, những cái điều mà Trung Quốc đã làm trong thời gian vừa qua chúng ta đã thấy chứng kiến rất rõ ràng, mà báo chí Việt Nam đã đưa đăng tải, nhưng họ nhiều những thông tin chi tiết và nghiêm trọng hơn thì báo chí nhà nước Việt Nam đã không hề cung cấp cho người dân để được biết. Cụ thể nhất là hình ảnh mà các bạn đã thấy là tàu cầu Lanjing của Trung Quốc đã đi gần vào vùng biển của Việt Nam trong thời gian vừa qua, và nó liên tục gây ra những cái uy hiếp nguy hiểm đối với ngay trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà phía Việt Nam không thể làm gì được. Thì các bạn cũng không thấy những hình ảnh này được đưa trên những tờ báo Nhân Dân hoặc là những cái báo của Đảng và nhà nước ở Việt Nam, cũng như là Đài truyền hình Việt Nam không đưa, mà phải xem trong những cái trang của báo chí quốc tế như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Đài Tiếng nói RFI, FA, Thời báo DE hoặc một số trang báo quốc tế khác ở nước ngoài đã đăng tải rất chi tiết về hình ảnh đó. Sự nguy hiểm tiếp theo của Trung Quốc khi trong thời gian vừa qua họ liên tục bồi đắp những cái đảo và xây dựng những cái đảo đó ngày càng rộng lớn và trở thành những cái căn cứ quân sự khổng lồ ở trên Biển Đông, với những cái đường băng dài rất dài, nhiều km, và có thể cất cánh và hạ cánh cho dùng cho những máy bay vận tải, máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Và ngay trên những hòn đảo này là hình ảnh các bạn thấy là đá chữ thập là được chụp từ vệ tinh. Họ đã bố trí những tên lửa và những thiết bị đặc biệt khác để áp chế điện tử, và bất cứ lúc nào khi có những cái va chạm với Việt Nam hoặc những nước khác thì họ sẽ dùng những cái địa điểm này làm cái căn cứ để dùng biện pháp áp chế đối với những tàu thuyền qua lại mà họ không mong muốn. Đây là điều mà Trung Quốc hiện nay đang làm rất tích cực trong thời gian vừa qua, và chắc chắn tới đây họ còn tiếp tục bồi đắp thêm nhiều đảo nữa để mở rộng cái sự ảnh hưởng của họ, khi mà họ đã tuyên bố là đường chín đoạn, là đường lưỡi bò, là chỉ quyền chủ quyền của họ, mà trong đó là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nằm gọn trong cái đường lưỡi bò này của Trung Quốc. Và Trung Quốc là một nước rất đông dân, thì các bạn đã biết với hơn 1,4 tỷ người, thì hiện nay sau khi họ có một chút thành công về mặt kinh tế thì họ đang cố gắng thể hiện là một cường quốc tại khu vực. Và hình ảnh mà các bạn có thể xem không phải chỉ bằng kinh tế mà họ thành cường quốc về quân sự, đó là những cái chiến hạm và những hạm đội của Trung Quốc được xây dựng khổng lồ và sẵn sàng đi thôn tính hoặc là đi xâm phạm những vùng chủ quyền của nước khác. Đây là Hải quân Trung Quốc, viết tắt là PLA, có các tàu khu trục tiên tiến lớp 052 và 055 mang theo tên lửa hành trình EJ-18 có tầm bắn trên 540 km. Đấy, các bạn thấy, đây là một cái cuộc tập trận của tàu Trung Quốc trong thời gian qua trên Biển Đông. Và trên những chiếc tàu này được bố trí những quả tên lửa hành trình và có thể bắn được xa 540 km. Và đây là cái điều rất dễ hiểu và tại sao thời gian vừa qua khi mà tàu Hải Dương 8 cũng như là một số tàu hải cảnh khác xâm phạm vào vùng bãi tư chính của Việt Nam và mà phía Việt Nam không thể cản phá được, bởi vì những cái tàu hải cảnh của Trung Quốc rất hung dữ, nó sẵn sàng lao vào đâm chìm tất cả những cái tàu cảnh sát biển hoặc là tàu của Việt Nam, chấp pháp của Việt Nam. Và ngoài ra khi tình hình căng thẳng thì Trung Quốc đã điều động cả những tàu và máy bay ném bom cỡ lớn, và trong đó có những tàu như thế này. Cho nên với tầm bắn của tên lửa 540 km được bố trí trên những tàu này thì họ sẽ tiêu diệt những cái tàu chiến hoặc là những tàu cảnh sát biển Việt Nam từ rất xa, và điều đó là rất nguy hiểm cho những chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam tham gia vào cái việc bảo vệ chủ quyền trên ngay trên vùng lãnh thổ của mình. Và chính vì vậy mà một số cái vụ việc vừa qua là chúng ta đã nhìn thấy là sự khi mà chiến hạm Quang Trung đi ra ngoài biển khu vực bãi tư chính để cản phá tàu Trung Quốc, nhưng khi có sự xuất hiện của những chiến hạm của
của họ, thì lập tức là những chiếc tàu đó của Hải quân Việt Nam phải rút về căn cứ tại Cam Ranh. Và Trung Quốc cũng dùng mọi cách, kể cả sẵn sàng dùng vũ lực để cưỡng chiếm cái lãnh thổ của nước khác, mà hình ảnh cụ thể nhất là các bạn có thể thấy mà chúng tôi đã chia sẻ và xin đưa thêm cho những người mà quan tâm thêm là hình ảnh ngày 3 tháng 9 vừa qua, tàu cẩu khổng lồ Lanjing của Trung Quốc chỉ cách đường cơ sở Việt Nam 11 hải lý, tức là khoảng 20 km mà thôi, và cách đảo Lý Sơn 30 hải lý, và cũng như cách bờ biển của Quảng Ngãi cũng chỉ khoảng 30 hải lý. Và đây là cái điều mà rất nguy hiểm, bởi vì khi mà họ đã đưa những cái tàu cẩu khổng lồ này sẵn sàng hạ đặt giàn khoan bất cứ lúc nào vào trong thềm lục địa Việt Nam, thì đó là cái điều mà Trung Quốc chứng tỏ rằng họ rất chịu sử dụng vũ lực để tham gia vào cái việc cưỡng chế những cái cưỡng chiếm cái lãnh thổ của những cái nước lân cận. Và chính vì điều đó, trên cuộc tập trận vừa qua của Việt Nam tham gia với châu ASEAN và Mỹ đã rất có ý nghĩa rất lớn trong cái việc mà bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Và đương nhiên thì Việt Nam hiện nay đang vừa yếu vừa thiếu hơn Trung Quốc rất nhiều, bởi vì ngân sách quốc phòng của Việt Nam chỉ là một con số lẻ so với tổng số tiền là hơn 170 tỷ USD của Trung Quốc đã đầu tư cho quốc phòng vào năm 2019. Và bên cạnh đó thì Việt Nam cũng lại là có một tệ nạn tham nhũng trong quân đội, và ngoài ra quân đội Việt Nam lại đi làm kinh tế rất nhiều, thì điều đó đã làm cho cái tiềm lực quốc phòng và đặc biệt là về mặt hải quân của Việt Nam đã bị suy yếu thì rất nhanh chóng. Vì khi quân đội làm kinh tế, quân đội kiếm tiền thì họ lại nghĩ đến lợi nhuận và nghĩ đến những cái điều mà không phù hợp với cái việc bảo vệ tổ quốc mà đáng nhẽ họ cần phải tham gia. Và hình ảnh gần đây nhất là các bạn cũng đã thấy những cái tướng lĩnh hàng đầu của quân đội nhân dân Việt Nam và của hải quân Việt Nam đã bị tước quân tịch và bị giáng chức cũng như kỷ luật rất nhiều. Đó là trường hợp của Thủ tướng quyết định kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến. Ông Nguyễn Văn Hiến bị xóa tư cách nguyên tư lệnh Hải quân, quyết định kỷ luật được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký vào ngày 3 tháng 9 vừa qua. Quyết định nêu nguyên Thứ trưởng Quốc phòng Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức tư lệnh quân chủng Hải quân và Bộ Chính trị thi hành kỷ luật về Đảng. Thì đây là cái điều các bạn thấy rất là đau xót cho những cái người lính quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay đang chốt giữ ngoài những đảo xa, đang đóng ở những nhà giàn mà họ sẵn sàng có thể là những cái chiến sĩ cảm tử. Khi mà chiến tranh xảy ra với Trung Quốc thì chỉ một quả tên lửa là những nhà giàn đó là tan tành, là những cái đảo nổi nhỏ là tan tành và họ sẽ không tìm thấy xác nữa. Nhưng ở trong bờ thì những người chỉ huy của quân đội nhân dân Việt Nam lại đi làm kinh tế, kiếm tiền và lại đi tham nhũng, và tức là ăn cắp tiền của người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam thì đấy là cái điều rất tệ hại khi họ không làm được điều bảo vệ tổ quốc mà lại họ lại phá hoại đất nước một cách nghiêm trọng như vậy. Và tất nhiên thông qua những việc đó thì làm cho niềm tin của người dân Việt Nam cũng như làm cho cái khả năng chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam trở nên yếu đi, và cái lượng tài chính mà đáng nhẽ phải đầu tư để mua sắm vũ khí và bảo tồn bảo trọng và duy trì những cái vũ khí hiện đại để có thể chống được sự bành trướng của chính quyền Bắc Kinh thì lại chui vào túi của những cái quan chức của Hải quân và quân đội nhân dân Việt Nam. Điều đó cần phải sớm khắc phục, cần phải sớm tìm ra những nguyên nhân cũng như giải quyết vấn đề đến tận gốc thì mới có thể hy vọng là quân đội Việt Nam bảo vệ được phần nào lãnh thổ của đất nước. Và ngoài ra để nhanh bù đắp lại những cái điểm yếu kém này mà Việt Nam không thể dễ dàng trong một thời gian sớm một chiều vượt qua, đó là việc tham nhũng trong quân đội, thì Việt Nam phải cố gắng tiếp cận với các nước ASEAN và Mỹ để tìm sự hợp tác che chở trước cái sự hung hãn của Trung Quốc. Để thực sự hợp tác quân sự có hiệu quả, Việt Nam và Mỹ tất nhiên cần phải nâng lên cái tầm đối tác chiến lược và vứt bỏ các tàu thải. Việt Nam cần phải mạnh dạn vứt bỏ các loại vũ khí cũ của Liên Xô cũ, viện trợ của Trung Quốc bán và viện trợ trước đây, và những cái tàu mà xin được của nước ngoài cũng không nên dùng nữa, bởi vì nó đã quá lạc hậu, quá chậm chạp và tiêu thụ rất nhiều năng lượng và rất dễ phát hiện khi mà nó vận hành trên những vùng biển. Và Việt Nam cần phải đầu tư mua sắm thêm các chiến hạm và vũ khí mới nhất, thì có như vậy thì mới có bảo vệ được quyền chủ quyền đất nước cũng như bảo vệ được tính mạng của những cái chiến sĩ hải quân, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam khi họ sử dụng và đi trên những chiếc tàu đó để họ chiến đấu bảo vệ đất nước, thì tính mạng của họ sẽ an toàn hơn nếu họ được sử dụng vũ khí hiện đại và có tương tác với những cái nước mà có tầm tiềm lực về kinh tế cũng như về quốc phòng như Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên cái thể chế chính trị hiện nay của Việt Nam là một thể chế độc đảng của Đảng Cộng sản cầm quyền, và với sự vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng và cả thế giới đều biết, và trong thời gian vừa qua chúng ta chứng kiến hơn 100 người của Việt Nam đang bị bắt giữ và bị giam vì những cái việc mà họ chỉ
cất lên cái tiếng nói bất đồng với nhà cầm quyền trên những phương tiện bất bạo động như viết blog, hoặc là họ viết trên Facebook, hoặc là viết làm báo, hoặc họ phản đối một cách rất ôn hòa, như thì họ lại bị quy chụp là phản động và đưa bắt cho vào tù. Thì điều đó là Việt Nam đang vi phạm rất nặng nề, và phải nói rằng là cái đánh giá của thế giới Việt Nam về mặt nhân quyền là rất tệ hại, và chỉ trên Trung Quốc mà một chút mà thôi. Thì với cái tinh thần đó, với cái điều kiện đó của Việt Nam, thì tất nhiên là các chính phủ của các nước văn minh như châu Âu hoặc Mỹ không thể chấp nhận được việc Việt Nam có thể tham gia vào những cái đối tác tin cậy của họ, và Việt Nam cần phải thay đổi điều này. Và Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải cân nhắc để tự giải thể và bầu cử tự do. Và tất nhiên những đội ngũ như công an thì chỉ nên lo bảo vệ an ninh và trật tự ở trong nước tại Việt Nam, và quân đội thì làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước mà không bị ràng buộc vào bất cứ đảng phái nào, như tương tự như mô hình rất thành công của các nước ở châu Âu mà các bạn đã thấy, và ngay nơi tôi đứng đây là Cộng hòa Liên bang Đức, thì họ cũng có cơ chế và vận hành điều đó rất tốt. Và Việt Nam đã cử rất nhiều đoàn sang Đức để học tập, để trao đổi kinh nghiệm, nhưng dường như họ chỉ sang đây và học xong về và không hề áp dụng những cái điều đó, những cái sự văn minh đó vào trong cái thể chế của mình. Thì đấy là một cái sự rất là kém cỏi của nhiều cán bộ của Việt Nam, cũng như là cái thể chế Việt Nam đang sử dụng. Và tất nhiên khi Việt Nam thay đổi được sang một cái thể chế dân chủ và tự do hơn, thì mới có thể giữ được chủ quyền và sinh mạng của trên 90 triệu người dân Việt Nam sẽ không bị đe dọa nữa, và được họ phải được sống trong cái môi trường trong lành và an toàn, và thể chế tự do dân chủ, cũng như họ được công bằng trước pháp luật. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ sáu, ngày 6 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ nhiều những video này và để lại những bình luận để chúng tôi có thể tìm hiểu và phục vụ các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chúc các bạn và gia đình một buổi tối an lành và nhiều may mắn.